Bác này thích là B. Bác này thích là B. Cây nào bác thích là B luôn. Không nói chuyện nhiều. Khách thế mới thích cho bác. Khách thế mới vui. Xong rồi đấy. Cây này này. Với bác vừa lấy một cây gì nữa. Cây nâu. Đấy. Và cây này. Nói chung là cứ thích cái gì là nhặt cái đấy. Có vẻ như tiền nông không quan trọng. Thế mới vui. Đây. Đấy, ông anh à. Chỗ mấy ông anh này nè. Cây cối chỗ này tí nào. Đó đây, cái tùng này vẫn còn. Tùng này vẫn còn. Đấy, thấy này rồi. Hay quá. Lạ đấy. Lạ đấy. Để thay cái chậu khác. Nhặt cái quả này mất thời gian nhỉ. Hơn là lâu chim sẻ. Đấy, nó phải có cái đồ chuyên dụng. Như kiểu đồ con sâu. À, nó tụi nhỏ trùng. Kịch. Tân Phú hạt gạo. À đây, bôi bắt đầu nêm nếm gia vị. Bà tẩm ướp hơi lâu đấy. Đấy, nó tẩm ướp gia vị. Ba triệu rưỡi. Cái giấy là bao nhiêu anh nhỉ? Giấy nào em? Kia. Giấy đi. À, 15 triệu. 15 triệu. Đồ đẹp sao cứ cất trên xe đi anh. Hết ghế rồi em. Cái giấy hôm trước bảo 25 có phải cái này hay là cái khác nhỉ? Cái này. Để xem tí nữa có làm luôn cái chậu hay là về với chồng anh? Về với chồng. Rất tỉ mỉ. Hồng Ngọc Mai thì bao nhiêu đây anh? Hồng Ngọc Mai 6 triệu rưỡi. Lạ cây đấy. Đấy. Này mà ra hoa thôi rồi vì bóng nó rộng. Mua được quá rồi mình ấy. Cây thì nó không quý nhưng mà nó làm được như này thì lại rất hay. Đấy. Rất hay đấy. 6 triệu. Toàn hải dương. Đấy, kèo Nhật kèo tốt đấy. Tùng rất dị. Tím hoa như này các bác này, hoa với lá răm của nó không bị thướt như thể là giấy hồng. Tường vi hồng ngọc mai không? Hồng ngọc mai này. Cái tường vi là lạ cây đấy nhỉ. Tường vi nhìn lạ ấy này. Cái cổi kiểu này. Đấy, này nhiều cây nhỏ hay. Đúng
cái cây này lâu đấy. Lâu. Chơi với ngâu cũng hay lắm. Cần thăng. Cần thăng. Tí nữa ra lấy số đầu vì ô tô các bác nhé. Bác chỉ có để ý đi. Cái này là bao nhiêu? Tối là 2 triệu. 2 triệu, đấy. Của ta đẹp. Nước giá dài nhé. Cây thân rất sạch sẽ. Này nó già hết răm rồi. Của ta những lá nó bé tí, nó đục ngâm nước mà. Của ta là cũng nào rất là đỏ, thích. Chơi không? Được. Cái hồi đẹp đấy. Sạch thân, cái da nó đẹp quá. Cứ ra là nhặt. Mua thế thích xe, nó nói cho xem đi. Có khách thế thì xong luôn. Chắc gì mình được như anh ấy. Đấy, cứ nói cái là mua thuê đấy. À, ổi, ổi. Cái này kiểu bố về có để trong nhà hay sao? Đâu, cái này ông ý là ông này ông để trong nhà ấy. Để trong nhà không có nắng rồi, nhìn là biết. Khách quen lắm rồi. Bảo dưỡng. Cái tùng này không biết bao nhiêu. Đấy, nhiều khách rất là điều kiện các bác. Nói chung phải có điều kiện thì mới mạnh bạo được. Thích cái nào là đưa cái đấy về thôi. Cái tùng thân cũng dị. Tội dây hơi lạm dụng quá đâu mà. Cái ngọn nó bị yếu. Thân thì lạ. Đấy, buôn bán thế có thích không các bác? Mình thèm lắm chứ nhưng mình chẳng biết buôn bán. Người ta bán người ta cứ mầm mỗi ngày người ta nhiều lắm. Mình đi làm cả nhiều khi giám đốc còn lao đao, doanh nghiệp còn lao đao, anh em vẫn cây vẫn sống khỏe. Đấy. Túc. Lại nhập đội hay sao nhỉ? Vừa nãy có thấy đâu? Hả? Lại nhập đội hay sao? Đúng. À đi. Lít 600 à? Sao thương. Siêu mini.
chậu 150 đấy. Qua bực lắm, địt mẹ chiều hôm qua tôi bực lắm. Quý được anh em không đang ngồi chưa đến 15 phân. Cái quần quế bao tiền đấy? Dạ. Quần quế bao tiền? Quần quế đấy anh. Nhiều. 33.000 con. Dễ về 33 lắm. 33 mà sáng ra 33 người chủ rồi. 33. Đấy xem các bác xem có thấy đúng không nhá. Đúng thì gọi tôi đi uống bia nhá. Rồi ok. Cảm ơn các bác nhá. Tôi ra uống nước đây. Anh em đang chờ lâu quá rồi. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.